Chương trình hôm nay gồm có Nga không muốn tiến hành thêm cuộc chiến lớn. Putin nói 600.000 binh sĩ Nga đang ở trong vùng chiến sự. Ukraine mời ông Tập dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình. Trung Quốc, Nga đe dọa trật tự thế giới. Mỹ đặt vũ khí hạt nhân ở Anh lần đầu tiên sau 15 năm. Thái Lan truy tố chủ của con sư tử ngồi siêu xe dạo phố. Nhật Bản lắp 1.000 camera an ninh tại khu vực bị động đất. Du lịch hành hương mang lại lợi nhuận khổng lồ cho Ấn Độ. Tất cả đều có trong bản tin ngày hôm nay. Thúy Miên xin kính chào quý vị khán thính giả đã đến với bản tin tổng hợp của kênh 60 giây tinh hoa vào thứ Bảy ngày 27 tháng 1. Kính chúc quý vị mọi điều tốt lành. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi các bản tin. Thưa quý vị, phát biểu trong phiên hỏi đáp tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York hôm 26 tháng 1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng bất chấp sự leo thang căng thẳng ngày càng tăng và những lời lẽ hiếu chiến thì không ai muốn một cuộc chiến tranh quy mô lớn kể cả Nga. Ông Lavrov nói, chúng tôi đã nhiều lần trải qua các cuộc chiến tranh lớn trong lịch sử. Trong những tuần gần đây, các quan chức cấp cao ở một số quốc gia châu Âu đã kêu gọi công dân chuẩn bị cho một cuộc đối đầu quân sự tiềm tàng với Nga. Tuy nhiên, Moscow khẳng định Nga không có lợi ích trong việc tiến hành chiến tranh chống lại NATO. Đầu tháng này, Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billström kêu gọi người dân nước này chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh quân sự tiềm tàng trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Moscow. Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps dự đoán một cuộc chiến tranh toàn cầu giữa phương Tây và Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên sẽ nổ ra trong vòng 5 năm tới. Đô đốc Hà Lan Rob Bauer, Chủ tịch Ủy ban quân sự NATO, cho biết các quốc gia thành viên của khối quân sự này nên bảo đảm rằng các ngành công nghiệp của họ có thể nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng chiến tranh, đồng thời có các cơ chế để sắp xếp việc huy động dân thường trong việc xảy ra một cuộc chiến tranh quy mô lớn. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cũng cảnh báo, mặc dù Đức hiện không bị đe dọa tấn công trực tiếp, nhưng nước này nên bắt đầu chuẩn bị bằng cách tăng cường sức mạnh quân đội. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bác bỏ những cảnh báo này là vô nghĩa và nói rằng Moscow không có lợi ích trong việc tấn công bất kỳ quốc gia NATO nào. Ngoài ra, ông Lavrov cũng mô tả mối quan hệ Nga-Mỹ đang ở điểm chũng khi hai bên gần như không có liên lạc ngoài các cuộc thảo luận về các hoạt động của cơ quan đại diện ngoại giao của hai nước. Moscow vẫn hy vọng các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ trong tương lai sẽ điều chỉnh chính sách với Nga dựa trên sự tôn trọng và tính đến lợi ích của nhau. Thưa quý vị, theo trang Sputnik, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói hôm 26 tháng 1 trong một cuộc họp báo gặp gỡ sinh viên rằng có lẽ vẫn còn có những vấn đề cần được quan tâm, giải quyết thêm, luôn có điều gì đó cần phải điều chỉnh bởi vì vùng chiến sự kéo dài gần 2.000 km và có hơn 600.000 binh sĩ trong vùng chiến sự. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexei Gribkov Truskov cho biết, lực lượng vũ trang Nga sẽ nhận được hơn 36.000 thiết bị quân sự và 16,5 triệu vũ khí trong năm nay. Quan chức này cũng cho biết thêm, con số này cao gấp nhiều lần so với 2 năm trước. Thời gian gần đây, Nga thường xuyên đánh thành phố Kharkiv, cách biên giới nước này 46 km về phía nam. Ngoài ra, Moscow cũng thực hiện các cuộc tấn công kết hợp nhằm vào Kyiv và khu vực đông nam sông Dnipro. Ukraine cho biết, Nga đã sử dụng nhiều loại vũ khí, trong đó có hệ thống phòng không S-300 từ sâu trong lãnh thổ nước này để nhắm vào Kharkiv. Chiến tranh Nga-Ukraine kéo dài gần 2 năm và dần trở thành một cuộc chiến tiêu hao. Trước bối cảnh cuộc chiến đang rơi vào bế tắc, nhiều đề xuất hòa bình cho chiến tranh đã được đưa ra, song chưa mang lại kết quả do khác biệt về quan điểm giữa Nga và Ukraine. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 1, Cố vấn Tổng thống Ukraine Zelensky, ông Ihor Zhovkva cho biết, Ukraine đang làm việc với phía Trung Quốc và mời ông Tập tới Thụy Sĩ dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine. Kyiv cho rằng Bắc Kinh là đối tác hàng đầu của Moscow, có vai trò quan trọng với tiến trình này. Thụy Sĩ trước đó đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine theo đề nghị của Tổng thống Zelensky, nhưng chưa ấn định thời gian và địa điểm cụ thể. Vấn đề này đang được xem xét chi tiết. Ông Zhovkva cho biết, Ukraine đã mời lãnh đạo cấp cao nhất của Trung Quốc là Chủ tịch Tập Cận Bình tham dự hội nghị. Tuy nhiên, Nga không được mời tham gia và Moscow cũng đã tuyên bố kế hoạch hòa bình của Ukraine là vô ích. Đây là lần đầu tiên Kyiv mời ông Tập dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình, điều có thể tăng áp lực thúc đẩy Bắc Kinh tham gia tích cực hơn vào tiến trình tìm giải pháp cho chiến tranh Nga-Ukraine. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa bình luận về thông tin này. Kế hoạch hòa bình do Kyiv đề ra bao gồm các yêu cầu như khôi phục toàn bộ lãnh thổ nước này, Nga phải rút toàn bộ quân khỏi Ukraine, phải bảo đảm nguồn cung năng lượng cũng như thực phẩm, bảo đảm an toàn hạt nhân và thả toàn bộ tù nhân chiến tranh. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nhật Bản mới đây cho biết, việc chiến đấu cơ Trung Quốc và Nga thường xuyên gây quấy rối đã gây xáo trộn an ninh hàng không ở Đông Á và gây bất ổn định chính trị ở khu vực Tây Thái Bình Dương. Trong một báo cáo, Bộ này cho biết từ tháng 4 đến tháng 12 năm ngoái, lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã điều động chiến đấu cơ 555 lần để đánh chặn các phi cơ quân sự nước ngoài, chủ yếu từ Trung Quốc và Nga. Hầu hết các vụ đánh chặn xảy ra ở vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Nhật Bản ở phía Tây Nam. Trong số 555 lần đánh chặn, có 392 lần được thực hiện để ngăn chặn phi cơ phản lực Trung Quốc và 148 lần nhằm ngăn chặn phi cơ phản lực Nga. Tần suất phi cơ Trung Quốc quấy rối gần eo biển Đài Loan và phía Tây Nam của Nhật Bản đã làm giảm an toàn hàng không trong khu vực. Các chiến đấu cơ của Trung Quốc bao gồm J-15, J-16 và oanh tạc cơ H-6, trong khi phi cơ Nga bao gồm Tu-95, phi cơ giám sát IL-20 và IL-38. Báo cáo cho biết, hai cuộc tập trận quân sự Nga-Trung trong khu vực có sự tham gia của oanh tạc cơ tầm xa, các cuộc tập trận cất cánh trên hàng không mẫu hạm Sơn Đông của Hải quân Trung Quốc và việc Triều Tiên phóng thử hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa là những dấu hiệu rõ ràng cho thấy Nhật Bản đang phải đối mặt với các mối đe dọa nghiêm trọng từ bên ngoài. Thưa quý vị, kênh ABC của Ukraine mới đây đưa tin, Hoa Kỳ có kế hoạch khai triển vũ khí hạt nhân tới Vương quốc Anh lần đầu tiên sau 15 năm khi mối đe dọa từ Nga ngày càng gia tăng. Hợp đồng xây dựng cơ sở mới tại căn cứ không quân Robb Bauer ở Suffolk xác nhận rằng Hoa Kỳ có ý định khai triển đầu đạn hạt nhân tại căn cứ không quân ở Anh và chúng mạnh gấp 3 lần quả bom ném xuống Hiroshima. Hoa Kỳ loại bỏ đầu đạn hạt nhân khỏi Anh vào năm 2008 vì tin rằng mối đe dọa chiến tranh lạnh từ Nga đã giảm bớt. Báo cáo cho biết, thông tin này được tiết lộ sau khi cảnh báo rằng các nước NATO cần chuẩn bị cho công dân của họ nếu có chiến tranh với Nga. Đô đốc Rob Bauer, quan chức quân sự hàng đầu của NATO, tuần trước cho biết các cá nhân phải chuẩn bị cho một cuộc chiến tổng lực với Nga trong 20 năm tới. Điều này sẽ đòi hỏi những thay đổi lớn trong cuộc sống của họ. Tướng Sir Patrick Sanders, người đứng đầu quân đội Anh, cảnh báo thêm rằng trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Nga, cần phải kêu gọi người dân chiến đấu vì quân đội chưa đủ lớn mạnh. Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson tối 26 tháng 1 đã ủng hộ lời kêu gọi thành lập quân đội dân sự của tướng Patrick nếu xảy ra chiến tranh giữa Nga với Anh. Báo cáo viết, việc Hoa Kỳ xây dựng căn cứ quân sự ở Anh là một phần trong chương trình toàn NATO nhằm phát triển và hiện đại hóa các cơ sở hạt nhân, nhằm đối phó với căng thẳng ngày càng gia tăng trong quan hệ với Điện Kremlin sau cuộc xâm lược của Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Nga cho biết việc đặt vũ khí của Hoa Kỳ ở Anh sẽ bị Moscow coi là một sự leo thang và sẽ phải nhận lại các biện pháp đáp trả tương xứng. Thưa quý vị, theo hãng tin AFP, cảnh sát Thái Lan mới đây đã ra lệnh điều tra sau khi đoạn video được quay tại thành phố biển Pattaya nổi tiếng, thu hút hơn 2,6 triệu lượt xem. Trong video xuất hiện từ hôm 23 tháng 1, một người lái xe Bentley trên đường phố với con sư tử đeo xích cổ ngồi ở ghế sau. Người phụ nữ bị truy tố là bà Khasangjit Kusunan, chủ sở hữu con vật. Cơ quan điều tra chính phủ Thái Lan ngày 26 tháng 1 cho biết bà Khasangjit bị cáo buộc vi phạm luật tài nguyên và môi trường khi sở hữu động vật hoang dã được bảo vệ mà không có giấy phép. Cảnh sát địa phương cho biết trong một tuyên bố, chúng tôi đã bắt giữ bà ấy theo đạo luật bảo vệ và bảo tồn động vật hoang dã năm 2019. Theo luật Thái Lan, bà Sang Kwansangjit có thể bị phạt tới 100.000 baht, khoảng 69 triệu Việt Nam đồng và ngồi tù 1 năm. Người phụ nữ khai với cảnh sát rằng bà đã mua con sư tử từ một người phụ nữ khác với giá 250.000 baht, hơn 170 triệu Việt Nam đồng, nhưng không lấy được giấy tờ bàn giao chính thức do không có đủ thông tin về giới tính của con sư tử. Thưa quý vị, ngày 26 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản cho biết sẽ lắp đặt khoảng 1.000 camera an ninh để ngăn chặn các vụ trộm và tội phạm khác tại các khu vực bị động đất ở miền Trung Nhật Bản. Kyodo News đưa tin, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia và các lực lượng cảnh sát tỉnh khác sẽ đóng góp khoảng 600 camera và 400 camera còn lại được dùng từ quỹ dự trữ trong ngân sách tài khóa năm 2023. Báo cáo cho biết cảnh sát đã xác nhận tổng cộng 32 vụ án hình sự tại quận Ishikawa bị ảnh hưởng nặng nề nhất tính đến ngày 25 tháng 1, bao gồm các vụ trộm tại nhà sơ tán và trộm cắp tại các trung tâm sơ tán. Cảnh sát đã tăng cường số lượng camera an ninh ở các thành phố Wajima và Suzu, những nơi bị hư hại nghiêm trọng do một loạt trận động đất mạnh lên tới 7,6 độ Richter vào ngày đầu năm mới 2024. Theo số liệu thống kê của tỉnh công bố ngày 25 tháng 1, tại Ishikawa có tổng cộng 41.834 ngôi nhà bị hư hại trong trận động đất, trong khi số người sơ tán lên tới 14.000 người. Thưa quý vị, ngành du lịch Ấn Độ sẽ chuẩn bị bùng nổ khi ngày càng có nhiều du khách thực hiện các chuyến đi khắp đất nước vì mục đích tôn giáo. Quốc gia Nam Á với dân số theo đạo Hindu lớn nhất thế giới này có thể đón thêm 50 triệu đến 100 triệu khách du lịch mỗi năm nhờ Ram Mandir mới, một ngôi đền ở thành phố phía Bắc Ayodhya được khánh thành vào ngày 21 tháng 1 vừa qua. Nhiều báo cáo cho thấy lượng khách đến ngôi đền mới này dự kiến sẽ cao hơn nhiều so với con số hàng năm tại Taj Mahal, 6,5 triệu người, Tòa Thánh Vatican 9 triệu người và Thánh địa Mecca 20 triệu người. Truyền thông Ấn Độ đưa tin khoảng nửa triệu người đã đến thăm ngôi đền Ram vào ngày khai trương. Chỉ riêng buổi sóng phát lễ khai mạc trên kênh YouTube của Thủ tướng Narendra Modi đã nhận được hơn 11 triệu lượt xem. Theo Cục Thông tin Báo chí, Ấn Độ đã đón 10,93 triệu khách du lịch nước ngoài trước đại dịch năm 2019 và 6,43 triệu khách từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2023. Các hãng hàng không Ấn Độ đã đặt hơn 1.100 phi cơ trong 8 tháng qua, báo hiệu nhu cầu đi lại rất lớn. Ngoài ra, việc cải thiện kết nối đường hàng không và đường bộ của Ấn Độ đã giúp việc đi lại trở nên dễ dàng hơn và giúp thúc đẩy tăng trưởng toàn ngành. Air India Express thuộc sở hữu của Air India đã công bố các chuyến bay thẳng đến Ayodhya từ Bengaluru, Kolkata và Delhi. Các hãng hàng không giá rẻ Indiago cũng đã công bố các chuyến bay thẳng đến thánh địa này từ Delhi, Ahmedabad và Mumbai. Kính thưa quý vị, chuyên mục tin tổng hợp của kênh 60 giây tinh hoa đến đây đã kết thúc. Kính chúc quý vị và gia đình sức khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.